Cập nhật tin tức đấu giá biển số sáng ngày 18 tháng 11. Trong sáng ngày 18 tháng 11, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 5.000 biển số trong 3 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất đã sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện biển số sảnh tiến siêu hiếm 89A-56789. Đây là biển số có lượng người chơi đăng ký đấu giá khủng nhất phiên đấu giá lần này. Không ngoài dự đoán, chỉ ít phút sau khi lên sàn đấu giá, biển số này đã nhận được rất nhiều lượt trả giá khác nhau. Chưa đầy một phút trên sàn, biển số 89A-56789 đã được trả giá lên đến trên 300 triệu đồng. Ít phút sau đó, biển số này liên tục được đẩy giá lên cao. Đến khi kết thúc phiên đấu giá chính thức, biển số 89A-56789 được trả giá lên đến 5 tỷ 715 triệu đồng. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô và hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá. Ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá,